Việt Nam. Vâng, đó là đoạn video ngắn nói về thầy. Thầy xin giới thiệu là thầy tên Hơn là 38 năm sinh hơn 38 năm sinh sống và làm việc nơi xứ. Craig Trần. Cái này là tên thật của thầy nha các anh chị, không phải là tên nghệ danh của thầy đâu, đây là tên thật của thầy, tại vì vốn dĩ là thầy là người Mỹ á, cho nên thầy có cái tên đó. Thầy sinh ra ở Việt Nam và thầy lớn lên ở Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam, tới năm mà thầy 15 tuổi thì thầy sang Mỹ và thầy sinh sống ở bên Mỹ hơn 38 năm. Trong lúc thời gian mà thầy ở bên Mỹ thì hết 25 năm là thầy làm về bên công nghệ thông tin, rồi sau đó là thầy làm các cho các tư vấn cho các doanh nghiệp, rồi thầy đi giảng dạy ở Mỹ một thời gian. Sau cùng là thầy về Việt Nam và thầy làm ra cái bộ thẻ và sáng lập ra cái học viện Catalyst mà chúng ta đang ngồi ở đây cùng nhau học tập ở đây. Các anh chị, cái câu chuyện của mình hay là khi mà thầy về Việt Nam, tại sao mà thầy về Việt Nam, thầy làm những cái việc này đó là bắt đầu từ năm 2016. Có một lần thầy về đây năm 2016, thầy về thăm gia đình, thăm thăm gia đình của thầy. Thì có một đứa cháu của thầy lúc đó, bạn ấy chắc là học lớp lớp 7, lớp 8 gì đó. Bạn này thì được dạy, được học tiếng Anh từ ở trong mầm từ mầm non các anh chị em. Bạn ấy đi học ở trong trường quốc tế và học tiếng Anh từ mầm non. Nhưng mà tới năm 2016 lúc học lớp 7, lớp 8 gì và thầy về chơi thì bạn ấy đưa cái chữ này, bạn ấy hỏi kêu bác ơi bác, cái chữ này đọc làm sao? Mình mới cau mày lại, mình nói chứ con học tiếng Anh bao nhiêu năm rồi con, mà bây giờ con hỏi cái chữ này đọc làm sao? Bạn nói là cái chữ này cô chưa dạy. Cái chữ này cô chưa dạy. Có lẽ cái câu trả lời đó là cái câu trả lời rất là hợp lý với lại phần lớn các phụ huynh của mình đang ngồi ở trong đây. Tại vì cái chữ này cô chưa dạy thì con chưa biết đọc là đúng rồi đúng không ạ? Nhưng mà đâu phải là như vậy đâu đúng không các anh chị em? Tại vì nếu như mà cái chữ nào cô cũng phải dạy mới biết đọc, cô cũng phải đọc cho nghe mới biết đọc, vậy thì khi nào mình mới học được tiếng Anh đúng không ạ? Cái suy nghĩ của thầy nó bắt nguồn từ đó và thầy bắt đầu thầy mới đặt ra cái câu hỏi cho mình. Và cái câu hỏi này chắc cũng có lẽ là cái câu hỏi mà rất là nhiều phụ huynh đang ngồi trong đây sẽ đặt ra cái câu hỏi như vậy, là tại sao mà mình học tiếng Việt, khi mà dạy tiếng Việt á, là các bạn học có một năm thôi là bạn nào cũng đọc được sách, còn mình học tiếng Anh á, thì học 3 năm vẫn chưa biết đọc, thậm chí các anh chị em hả 12 năm vẫn chưa biết biết chưa đọc được sách. Nào, khi mà thầy nói đọc sách được đó, khi mà thầy nói là đọc sách đó, thì thầy muốn nói là đọc sách có là khi mà mình cầm cái quyển sách tiếng Anh lên đó, là mình đọc bằng tiếng Anh chứ không phải là mình cầm cái quyển sách tiếng Anh lên mà mình đọc ra bằng tiếng Việt. Cái mà mình cầm, rất là nhiều bạn nói với thầy là ô em đọc tiếng Anh rất là tốt, nhưng mà mình cầm cái quyển sách lên đó, thì mình đọc ra bằng tiếng Việt không, cái đó không phải gọi là đọc nha các anh chị, cái đó gọi là dịch đúng không ạ? Tại mình cầm lên bằng tiếng Việt, tài liệu bằng tiếng Anh mà mình đọc ra bằng tiếng Việt á, cái đó là mình đang dịch chứ không phải là mình đang đọc. Cho nên nào, tại sao cái câu hỏi mà mình đặt ra vậy thì vấn đề này nó sẽ nằm ở đâu các chị ha? Cái vấn đề này nó tại sao nó như vậy? Vấn đề nó ở đâu? Cái câu trả lời chắc có lẽ là đơn giản đúng không? Vậy là do cách dạy hoặc là do cách học. Chỉ có hai cái chỗ này nó làm cho mình học tiếng Anh 3 năm, 10 năm mà vẫn chưa nói chuyện được, chưa học, chưa đọc được, chưa nói chuyện được. Hay là do cách dạy và do hoặc là do cách học của mình mà làm cho mình học 12 năm nay rồi nhưng mà mình cứ quên. Học xong tới đâu quên tới đó. Đúng không ạ? Vậy thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách dạy và cái cách học ở trong tiếng Anh để mình hiểu được là cái vấn đề của mình nó đang ở chỗ nào để mình có thể giải quyết được ha. Ở trong tiếng Việt Nam các anh chị, khi mà mình đi học tiếng Việt thì vào đầu lớp, cái này là thầy trích ở trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bài 1, ở trong sách giáo khoa người ta dạy như vậy, người ta dạy cái chữ này đọc là a, cô thầy cô dạy cái chữ này đọc là a, cái chữ này đọc là k, cờ, xong rồi thầy cô dạy là cờ a k hết bài đúng không ạ? Còn ở trong tiếng Anh rồi xong rồi bài 2 đó thầy cô dạy cho cái này là dấu sắc, thầy cô dạy cho cái này là dấu huyền, xong rồi thầy cô dạy là cờ a ca sắc cá, cờ a ca huyền cà. Nó rất là đơn giản, chỉ có đơn giản giống như vậy thôi mà tới mấy tháng hoặc là một năm
thì các bạn là bạn nào cũng có thể đọc đọc sách, đọc truyện được hết rồi. Còn ở trong tiếng Anh của mình đó các anh chị, thì thầy cô sẽ dạy cho mình cái chữ này bài 1 luôn ha. Cái này thầy cũng trích ở trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1, có nghĩa là tương đương với lại cái bài này ở khi mà mình dạy tiếng Việt á, thì bên đây là dạy bằng tiếng Anh. Thì chữ này thầy cô dạy, chữ này là chữ B, chữ này đọc là B. Xong rồi thầy cô dạy cho một số chữ liên quan tới cái chữ này, tương tự như cái chữ này, chữ bill, chữ book, chữ bike, chữ bo. Xong rồi thầy cô kêu là ok về nhà học đi, ok. À, thầy cô giải thích cho mình chữ bill này có nghĩa là gì, chữ book này là quyển vở này, là quyển bike này là cái xe đạp này, rồi cái này là quả banh, quả bóng này, tức là thầy cô dạy cho mình ý nghĩa của những cái chữ này nghĩa là gì. Xong rồi thầy cô kêu đọc cho mình nghe, kêu mình đọc theo, rồi mình kêu mình về nhà đọc đi. Cái vấn đề xảy ra là chỗ này các anh chị, cái chữ này là cô dạy rồi, cái chữ này cô dạy đọc là bờ. Còn cái chữ này cô dạy hồi nào các anh chị em? Cái chữ này cô dạy hồi nào? Cô chưa dạy, cô kêu đọc đi, học đi, về nhà học đi. Thế nên là các anh chị, các bạn nhỏ của mình khi hay là mình đi học tiếng Anh á, thì mình cứ có cái cảm giác như là học tiếng Anh là cái cách mà học thuộc lòng á. Nhìn cái chữ nào cô dạy một chữ thì mình đọc theo một chữ, mình biết một chữ và mình phải học thuộc lòng cái chữ đó, tại vì mình chẳng biết là tại sao cái chữ này đọc là book mà tại sao nó không đọc là box. À, tại sao nó đọc là như vậy? Tức là mình không hiểu và mình cứ đọc theo, mà mình cứ làm theo thôi. Đó, một cái điểm khác biệt thứ hai nữa nha các anh chị em. Cái điểm khác biệt thứ hai nữa là khi mà mình học tiếng Việt với giữa tiếng Việt với tiếng Anh đó, khi mà mình học bài tiếng Việt học chứ cái chữ cờ AK này nè là cô giáo đã ngưng rồi, cô giáo không có nói cái gì hết. Cô giáo không có giải thích, không có dịch cái chữ này nghĩa là gì cho các bạn nhỏ. Đúng không ạ? Chữ này ca có nghĩa là ca hát, ca này có nghĩa là cái cốc uống nước, ca này là cái gì, thì lúc đó trong cái bài này lúc đó chưa quan trọng cho các bạn. Ngữ nghĩa này thì các bạn sẽ hiểu sau, còn bây giờ là mình chỉ biết là chữ này đọc là cờ, cái chữ này đọc là a, đánh vần ghép âm nó lại là ca, là mình đọc được chữ là quan trọng. Còn trong tiếng Anh thì ngược lại, cô giáo sẽ dành rất là nhiều thời gian để ngồi giải thích cho các bạn từng cái chữ này nghĩa là cái gì. À, nhưng mà đọc như thế nào, tại sao đọc như vậy thì cô không có giải thích. Okay. Bài thứ hai các ở trong tiếng Anh á, thì cái chữ cũng trong sách giáo khoa này luôn á, thì bài thứ hai sẽ học cái chữ C, chữ này đọc là cờ, xong rồi dạy cho các chữ nó có cái âm cờ giống như như bài trước. Okay. Nào, ở bên tiếng Việt của mình các anh chị em ha, ở trong tiếng Việt khi mà dạy tiếng Việt á, tới cái bài 2 á, là thầy cô dạy dấu sắc, dấu huyền, xong rồi thầy cô đem cái kiến thức của cái bài 1 đã học rồi, thầy cô đem vào áp dụng lên cái bài 2, đem cái kiến thức đó là để dạy tiếp lên, để sâu chuỗi cái kiến thức lại cho các bạn, để các bạn biết vận dụng cái kiến thức mà mình đã học qua để vận dụng, để đọc, để học thêm những cái kiến thức mới. Còn ở trong tiếng Việt, trong tiếng Anh á, thì bài 1 với bài 2 này nó liên quan gì với nhau các anh chị? Dạ nó cũng chẳng thấy liên quan gì hết. Nhưng mà mình cứ thấy là cho nên là các bạn đi học tiếng Anh á, học rất là nhiều thời gian, nhiều năm, nhưng mà mình vẫn không sử dụng được tốt. Lý do là tại sao ạ? Tại vì mình không có sâu chuỗi kiến thức của mình lại thành một cái chuỗi kiến thức được. Ở trong tiếng Việt không những là mình thầy cô dạy và thầy cô hướng dẫn luôn làm sao để sâu chuỗi khối kiến thức nó lại thành một cái chuỗi kiến thức để mình có thể khả năng mình sử dụng nó, mình vận dụng nó. Còn trong tiếng Anh thì rời rạc chỗ này một chữ, chỗ kia một chữ, chỗ nọ một tí, nó không có dính lại với nhau, nó không sâu chuỗi lại được. Cho nên đó là lý do tại sao các bạn học rất là nhiều nơi, học lâu ngày nhưng mà cứ học xong rồi quên, học xong rồi khó khó nhớ, là tại vì mình không sâu chuỗi kiến thức của mình lại. Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy nhá. Cái câu hỏi đặt ra là vậy thì tại sao mình dạy tiếng Việt nó rất là hiệu quả, đúng không ạ? Tại sao mình dạy tiếng Việt nó rất là khoa học, mình dạy tiếng Việt nó rất là dễ, mình dạy tiếng Việt nó rất là hay, mà mình không áp dụng cái cách mà mình dạy tiếng Việt vào để mình dạy tiếng Anh. Ở trong tại vì ở trong tiếng Việt các anh chị, cái chữ này hay là cái ký hiệu này ở trong tiếng Việt nó đọc là A, nó luôn luôn là A, lúc nào nó cũng đọc là A, tại vì chữ này nó đứng đằng trước nó đọc là A, nó đứng giữa nó đọc là A, nó đứng sau nó đọc là A,
nó đứng một mình, nó cũng đọc là a, bất cứ lúc nào mình nhìn thấy cái ký hiệu này là a. Còn mình muốn có cái âm khác ở trong tiếng Việt á, thì mình phải dùng cái ký hiệu khác để mình đại diện cho cái âm thanh khác. Còn khác với là tiếng Việt của mình, tiếng Anh nó hơi khác một tí ha. Tiếng Anh cái chữ này đọc là a, tại vì k a cut cut là k a t đúng không ạ? Cut. Còn cái chữ này ở đây thì đọc là e, d e d, chữ này đọc là e. Còn cái chữ này là draw, cho nên chữ này là tr o draw. Bây giờ cái chữ a này, cái chữ này thì lúc thì a, lúc thì e, lúc thì o, chưa hết. Bây giờ là tí là chữ này ở đây thì đọc là ơ, cái chỗ này thì đọc là a, còn cái chỗ này thì đọc là e. Cho nên nó rối loạn, rối loạn cho các bạn và rối loạn cho các thầy cô, lại làm sao mà tại sao là có cái ký hiệu này thôi, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, hầu như là không biết. Nào, cho nên người ta rất là thông minh, người ta cũng biết được cái điều đó. Cho nên năm 1886, những học giả chuyên về ngôn ngữ học, người ta mới ngồi, người ta mới chế ra cái này, các anh chị ha, người ta mới viết ra cái những cái ký hiệu này. Cái ký hiệu này mình đọc gọi là IPA đó, hay là phiên âm quốc tế, để đại diện cho cái âm thanh ở trong tiếng Anh. Cái chữ này đọc là, cái ký hiệu này đọc là A, cái ký hiệu này đọc là E, cái ký hiệu này đọc là O, ký hiệu này đọc là Ơ. Được chưa? Dễ dễ làm, nhưng mà dạy cái này thì rất là hay, rất là hiệu quả, tại vì cái chữ này luôn luôn là a. Nhưng mà có một cái khổ thôi các anh chị, một cái khổ thôi là ở trong lớp thầy cô dạy cái này đọc là a, nhưng mà về nhà đó mở quyển sách ra đó thì chẳng thấy cái ký hiệu này đâu hết. Cho nên cứ mỗi lần mà mình học gặp một cái từ mới, gặp một cái chữ nào đó là mình phải lôi cái cuốn từ điển ra đúng không ạ, để đi soi thử xem là trong từ điển đó nó viết cái chữ này, nó dịch cái chữ này là cái chữ gì để biết đường mà đọc. Cho nên mình học tiếng Anh, mỗi khi mình học được một cái từ vựng mới nào đó là mình mất rất là nhiều thời gian, mình mất rất là nhiều công đoạn để mà mình có thể đọc được. Ở trong đây thầy chắc chắn rằng các anh chị đã từng học tiếng Anh qua, các anh chị đã từng thấy cái chữ này rồi, từng nhận biết cái này, cái ký hiệu này rồi. Nhưng mà thầy hỏi thật là các anh chị đang ngồi trong đây nè, có bao nhiêu anh chị còn nhớ được những cái ký hiệu này đọc là gì? Hầu như là không nhớ. Tại sao vậy các anh chị em? Tại vì mình không có sử dụng nó hàng ngày, mình không có sử dụng nó thường xuyên, cho nên mình không nhớ. Khi nào mình kẹt lắm thì mình mới lôi nó ra, cho nên mình không nhớ cái đó là cái gì. Đúng không ạ? Cho nên nào, mình mới nói ở trong tiếng Việt của mình, thầy thấy chứ có cuốn sách ở trong tiếng Việt mình người ta dạy như vậy đúng không ạ? Bờ a ba, bờ a bo, bờ bô, bờ bơ bè bè, xong rồi ba sắc bá, ba huyền bà, ba nặng bạ, nó đơn giản, nó đơn giản như vậy thôi. Cho nên ở trong hạt hạt list các anh chị ha, mình sẽ dạy cho các anh chị khi mà hạt list dạy học thì dạy cũng tương tự giống như là cái cách mà mình dạy tiếng Việt, hay là cái cách mà mình học tiếng Việt á. Ở trong hạt list mình dạy năm 2020, thầy làm ra cái bộ thẻ này để cho các bạn học. Thì cái chữ này đọc là A, cái chữ này đọc là A, nhưng mà làm sao mình biết đọc là A các anh chị? Cái chữ này lại có cái chữ này là không đọc là A mà cái chữ này đọc khác, vậy thì làm sao mình biết được? Ở trong tiếng Việt của mình nó có dấu, ok, nó có dấu, cho nên là mình nhìn vô mình có cái dấu để mình phân biệt là A hay là á hay là ớ. Còn trong tiếng Anh nó không có, cho nên là mình sẽ sử dụng, hay là mình sẽ dùng tới cái chữ trước của nó, chữ sau của nó, những cái chữ xung quanh của nó là cái chữ gì để mình có thể phán đoán được, mình có thể biết được à cái chữ này mình phải đọc là A hay mình đọc là E hay mình đọc là cái gì đó, thì mình sẽ nhờ những cái chữ xung quanh của nó, ha, chữ trước nó, chữ sau nó, để mình biết, mình phân biệt khác, sự khác biệt của nó. Ở trong đây nếu như mà thầy dạy các bạn là cái chữ này đọc là A, ok, thì tất cả các bạn đều làm được hết, cái chữ này đọc là A. Nhưng mà lỡ như mình không có thầy thì làm sao các anh chị? Lỡ như mà mình quên mất rồi thì mình làm sao để mình đọc được cái chữ này, đọc được cái âm thanh này? Cho nên ở trong cái bộ thẻ này thầy đã tích hợp luôn cái mã QR vào đây, QR vào đây. Khi mà các bạn ở nhà lấy cái điện thoại quét cái mã vạch này, các bạn sẽ nghe được cái chữ này đọc là gì, để mình có thể học, để mình có thể nghe, mình có thể học theo, để mình làm bài ha. Nghe không? Và cái mình dạy cho các bạn không phải là đơn giản, không đơn giản là ở chỗ A gì không, mà trong tiếng Anh nó có những cái vần giống như tiếng Việt của mình đúng chưa? Thì A, B, A, K, A, D vậy đó, là mình có hết cho các bạn ở trong đây để mình luyện tập.
giống như là mình học tiếng Việt đó các anh chị em, mình học tiếng Việt mình đọc là ư ơ nờ ương ư ơ nờ ương, xong rồi mình biết cái phần đó là ương, xong là mình có thể ráp vô là cựn cương trượng chương hượng hương, đúng không ạ? Thì tương tự giống như vậy ở trong tiếng Anh, trong tiếng Việt, trong lớp list, trong tiếng lớp tiếng Anh nền tảng này mình cũng làm giống như vậy ha. Cái chữ này mình dạy đọc là ác, cái chữ này đọc là, cho nên hai cái chữ này ráp lại với nhau thành Jack, tương dễ dàng như vậy thôi. Okay, vậy thì nếu như mà mình đã dạy cái chữ này, mình đã học được cái chữ này là ác, 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 vậy thì mình có thể tự học được, mình có thể tự đọc cái chữ này là back, hack, jack, lack, mack, pack, rack. Được không cái gì? Rất là giống như là mình cách mình học tiếng Việt làm sao thì mình học tiếng Anh nó cũng tương tự giống như vậy. Cho nên là thầy nói với các anh chị là cái cách học này, cái phương pháp học này của mình á, là học 1, hiểu 10, vận dụng 100. Có nghĩa là mình chỉ học có một cái âm ác này thôi, mình có thể đọc được, mình có thể biết được cả 100 từ vựng. Nhưng mà thật ra không phải, cái chữ âm ác này là nó có tới 2.793 lần trong 17.000 từ vựng mà thông dụng ở trong tiếng Anh á. Cái âm ác không thôi nó xuất hiện 2.793 lần. Cho nên mình học một, không phải là mình biết 10, không phải học một mà mình biết 100. Mình học một cái chữ này mình có biết tới 2.793 chữ khác nhau lần các anh chị em ha. Nào, qua cái cách học này, qua cái cách dạy này, qua cái phương pháp này thì thầy đã được đạt giải sáng tạo giáo dục của tỉnh Bình Dương năm 2021 về cái cách dạy học này, về cái cách học tiếng Anh này. Cái đó mình nói về cái cách dạy, đúng không ạ? Về cái cách dạy học, về cái cách dạy giữa tiếng Việt và tiếng Anh nó khác nhau như thế nào. Bây giờ mình nói qua cái việc học nha các anh chị, cái cách học ở trong khi mà mình học tiếng Việt hay là mình cách học tiếp thu ngôn ngữ của mình á, cái cách mà mình chúng ta tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên á, là đầu tiên chúng ta học nghe. Học nghe khi nào các anh chị em? Chúng ta học nghe từ trong bụng mẹ, đúng không ạ? Khi mà mình chưa sinh ra đời mình đã học nghe rồi, mình đã nằm trong bụng mẹ mình đã nghe rồi. Mình nghe những cái âm thanh, những cái tiếng nói xung quanh mình, rồi sau đó mình sinh ra mình cứ nằm đó mình cứ tiếp tục mình nghe tới khoảng độ 6 7 tháng tuổi gì đó, cái tự nhiên mình mở miệng ra mình kêu ma. Ai dạy cho mình nói ạ? À? Ai dạy cho mình nói các anh chị? Thật ra là con người của chúng ta có khả năng để tự học nói bằng cái lỗ tai, đúng không ạ? Bằng cách luận mình nghe, mình cứ nghe 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 nhiều lần lên rồi tự nhiên mình mở miệng ra mình nói. Ở trong đây thầy bảo đảm luôn là không có mẹ nào lại kêu con là con phải, lúc mà con đang nằm trên nôi á, mà mẹ lại mẹ con phải mím cái môi con lại con gọi mẹ, không có, đúng không ạ? Tất cả các anh chị, tất cả các bà mẹ trong đây đều làm một việc giống nhau, gọi mẹ đi con, gọi mẹ đi con, gọi mẹ đi con, mẹ nè con, mẹ nè con. Cái tự nhiên 6 7 tháng cái con mở miệng ra con gọi mẹ. Đơn giản như vậy thôi đó. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần cho con cho mình, tự nhiên mình nghe con nghe nhiều lần là tự nhiên con mở miệng là con nói được. Okay. Sau đó mình lớn lên một tí xíu nữa, 5 6 tuổi gì đó thì mình đi vào trường, các thầy cô bắt đầu dạy cho mình đọc sách và dạy cho mình viết chữ. Okay. Và đây là cái quy trình tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên của con người của mình. Mình học nghe trước, mình phải nghe được rồi mình mới nói được. Cho nên các anh chị thấy được rằng á, không có một người điếc nào mà người ta nói được. Thường thường là người điếc thì thầy là người câm, đúng không các anh chị? Bởi vì sao? Tại vì chúng ta học nói bằng cái lỗ tai, chúng ta nghe được thì chúng ta mới nói được. Còn nếu như mà chúng ta không nghe được mà chúng ta cứ cố gắng học nói thì mà mình không nghe thì học mãi nó không vào đầu là cũng đúng thôi. Okay. Vậy thì đầu tiên chúng ta nghe cái gì ha? Đầu tiên là chúng ta nghe cái gì? Ở trong tiếng Anh hay là trong tiếng Việt hay là bất cứ cái ngôn ngữ nào thì nó đều có những cái âm thanh riêng của nó. Người ta gọi đó là ngữ âm. Thì đầu tiên chúng ta nghe những cái ngữ âm này. Okay. Mình đầu tiên là mình nghe ngữ âm, sau đó mình nghe được thành chữ, thành từ vựng, từng chữ một. Rồi sau đó mình nghe được từng câu. Đúng không anh chị? Song song cái việc học nghe này thì mình sẽ học nói. Okay. Mình đầu tiên mình cũng nói những cái ngữ âm này. Cho nên ở lúc mà 3, 4 tháng tuổi gì đó, lúc mà các con chưa nói được một cái chữ nào hết, thì các bạn hay nằm trên giường, nằm trên giường mà cái ao gì đó. Đó là lúc mà các bạn ấy đang tập luyện cái này, đang tập luyện cái đang tập phát âm ra những cái âm thanh này.
Sau đó các bạn lớn lên một tí xíu, 5-6 tháng tuổi gì, thì bắt đầu mình nói được từng chữ một ha, từng từ ma ba sữa, được không? Chứ không có bạn nào mở miệng ra là mẹ mẹ con khát nước. Đâu có đâu, có chị sẽ nước, chỉ có một chữ thôi, nước, tức là từng từ một. Sau đó các bạn sẽ nói được hai chữ, cái đi chơi, khát nước, gì đó. Cho nên là cái cách mà mình nói chuyện, cái cách mà mình học nói, nó cũng từ một cái việc đơn giản nhất, các anh chị ha, từ những cái âm thanh đơn giản nhất, sau đó mình lên những cái từ vựng, rồi nhiều từ vựng mình mới nói là nhiều từ vựng này mình nói ra thành câu, và những câu đơn giản chúng ta học nói trước, đúng không ạ? Rồi sau đó mình mới nói được cả một câu chuyện, mình mới nói được nhiều. Vậy thì tới lúc này nè các anh chị, các bạn học tới lúc này rồi, thì lúc đó mẹ lại kêu là con ơi, con làm ơn con đừng có nói nhiều quá, mẹ nhức đầu. Tại vì bây giờ nói nhiều quá, lúc đầu thì cứ mong con nói, giờ sau dần nói nhiều quá nhức đầu. Ở đó là mình học nói, cái quy trình chúng ta học nói nó cũng tương tự, nó như vậy, nó sẽ giống như vậy nha các anh chị. Ở trong Việt Nam của mình đó các anh chị, là tất cả mọi người đều dạy bốn kỹ năng nghe nói đọc viết, ở trung tâm nào, ở đơn vị nào họ cũng dạy, và họ quảng cáo rằng ở trung tâm ở chúng tôi dạy bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Nghe thì nó rất là đúng đúng và nó rất là hay, đúng không các anh chị? Nhưng mà có một cái là đúng ra là chúng ta phải học nghe nói đọc viết, là phải học nghe nói đọc viết, đọc học theo cái thứ tự đó, chứ không phải là nghe nói đọc viết dạy cùng học cùng một lúc. Tại vì cái ngày đầu tiên đi học, những cái buổi đầu tiên đi học, con biết được bốn chữ, kêu con về nhà viết đi thì lấy gì mà viết, đúng chưa các anh chị? Chính nào mình học nghe, mình học nói, bây giờ tới viên đọc đọc rồi chứ, mình tới đọc, thì tương tự như là cái việc đọc đọc hồi nãy thầy có nói lúc đầu á, là cái ngữ âm và cái chữ cái, hai cái việc này nó, hai cái này nó khác nhau như thế nào. Ở trong tiếng Việt của mình, cái ngữ âm của tiếng Việt của mình nó đại diện cho cái trên cái chữ, cho nên cái chữ này mình đọc là ớ, cái chữ này mình đọc là mờ, cái chữ này, từng cái chữ này nó có cái âm thanh nó đại diện ở trên chữ, cái chữ, cái chữ cái này. Còn trong tiếng Anh thì cái chữ cái á, nó không có đại diện hết toàn bộ cho được cái âm thanh, cho nên chữ A đó nó đại diện cho tới 5-6 âm khác nhau. Okay? Đó là sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Và một điểm đặc biệt nhất giữa tiếng Việt và tiếng Anh, hay là điểm khác biệt lớn nhất giữa tiếng Việt và tiếng Anh, ở trong tiếng Việt của mình á, thì nó gọi là đơn âm, có nghĩa là một cái chữ này nó chỉ phát ra được một âm thôi, một tiếng thôi. Mỗi một chữ trong tiếng Việt mình nó chỉ ra được một tiếng. Còn trong tiếng Anh á, thì nó gọi là đa âm. Một chữ trong tiếng Anh, một từ trong tiếng Anh, nó có nhiều âm, nhiều tiếng ở trong đó cùng một lúc. Ví dụ giống như là cái chữ này, đúng không ạ? Như là cháu thầy hỏi cái chữ này đọc làm sao, cái chữ này nói làm sao đó. Ví dụ giống như cái chữ này. Cho nên nào, nếu như mà mình đi học tiếng Anh, mà mình đi học tiếng Anh mà mình không dạy cho học sinh của mình cắt cái chữ này, chia cái chữ này, tách cái chữ này nhỏ ra thành những cái tiếng giống như vậy để đọc được, để nói được, thì thầy bảo đảm với các anh chị rằng đi học tiếng Anh cả đời bị vất vả. Tại vì cái chữ này sẽ khó nhớ, khó làm. Còn cái chữ này các bạn sẽ nhìn vô là làm được nè. Enormously. Cái này lúc nào gặp cái chữ này, nêu luôn luôn là must. Chữ này là y, chữ này là o. Tức là mình sẽ nhìn vô mà mình có tách ra được. Nào, ở trong cái lớp này, trong 4 buổi tới cho các anh chị, trong 4 buổi tiếp theo á, thì thầy sẽ hướng dẫn, thầy sẽ giải thích, và sẽ hướng dẫn cho các anh chị em hết tất tần tật về những cái này. Cách học làm sao, phát âm làm sao, đọc làm sao, và đặc biệt là thầy dạy luôn cái phần này cho các anh chị, cho các bạn, là làm sao nhìn một cái chữ này mình phải chia nhỏ nó ra để mà mình có thể đọc được. Cho nên ở trong có một người hỏi là làm sao để ăn một con voi. Có một người hỏi đây là làm sao để ăn hết, là làm sao để ăn con voi. Thì thầy trả lời là ăn con voi giống như là ăn quả chuối, mỗi lần mình cắn một miếng. Cho nên cái chữ nào nó to, cái chữ nào nó lớn, cái chữ nào nó dài, mình chỉ cần biết cách để mình cắt nó ra, mình chia nhỏ nó ra giống như vậy, vậy là mình đọc được cái gì hết. Và cái list này, hay là cái phương pháp này, thì thầy đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ, bảo vệ bản quyền của Cục Sở hữu trí tuệ rồi. Và có rất là nhiều báo chí truyền hình, đài truyền hình, TV đưa tin tức về cái việc về cái chương trình học tiếng Anh này cho nhiều người. Nào các anh chị,
Hồi nãy giờ thầy nói cho thấy anh chị nghe đó là chúng ta học tiếng Anh như thế nào, tại sao học chưa hiệu quả, cái cách học tiếng Việt của mình nó dễ hơn, cái cách học tiếp cận nó như thế nào, đúng không ạ? Thầy nói cái đó thì các anh chị nghe nó rất là hấp dẫn và nó rất là hay, nhưng mà cái đó thầy đang nói trên lý thuyết. Bây giờ mời các anh chị theo dõi thực tế nhé. Thực tế là cái đó là một phần là trên lý thuyết, bây giờ thực tế này là học sinh học kết quả ra làm sao. Thì thầy xin mời các anh chị theo dõi một bạn nhỏ. Bạn này là học lớp 3 nha các anh chị. Và vào học cái lớp của Catalyst xong được 5 tháng thì bạn ấy có khả năng để đọc sách, đọc truyện giống như vậy ạ. Xin mời các anh chị theo dõi ạ. Okay, now it's your turn. A picture of that I painted. A picture of my dad for his birthday. It was the first time I drew a picture of him. At the party, I was scared to give it to him. Why? Because it wasn't very good. But when my dad saw it, he said that he liked it. He put it right up on the wall and said, "It looks just like me." Nào, cái câu hỏi thầy đặt ra cho các anh chị em ở chỗ này á, cái thầy câu hỏi này là đặt ra cho các anh chị em này. Có bao nhiêu bạn ở trong lớp này đang ngồi trong đây là mong muốn rằng ồ 6 4 tháng sau 4 tháng học mình sẽ làm được giống như vậy, mình có khả năng đọc giống như vậy. Bạn ấy đọc chưa được lưu loát đúng không ạ? Chưa được trôi chảy, chưa có nhanh đúng không ạ? Nhưng mà ít nhất là bạn ấy có khả năng nhìn cái chữ để đọc được cái từng từ chậm rãi. Cái quan trọng ở đây là cái gì các anh chị? Tự tin. Cho mình nhìn cái chữ mình đọc được, mình tự tin, mình biết phát âm như thế nào và phát âm của mình nó chuẩn, nó đúng, không có bị thiếu âm, không có bị thiếu âm, không có bị sai. Cho nên là cái cách học các anh chị ha, nếu như mà các bạn học và mình học một cách nghiêm túc thì chỉ cần 4 tháng mình có khả năng để làm được giống như vậy, mình có thể đọc truyện được giống như vậy. Và đây là Ok. những cái lớp mà thầy đã từng dạy chúng ta ở Catalyst, đã từng dạy. Đây là ở trường tiểu học Lai Châu, ở ngoài ở Lai Châu của Catalyst, do thầy một thầy hiệu trưởng tổ chức cho một cái trường trường ở ở, ở trong Lai Châu. Và rất là nhiều lớp học mà thầy đã tổ chức để dạy rồi cho cộng đồng. Thì hiện tại bây giờ tới bây giờ thì học viên Catalyst đã dạy trên 55.000, 60.000 học viên rồi, chứ không phải 50 nữa các anh chị ha. Đã dạy trên 50, 60.000 học viên cho tới lúc này. Okay. Và trong 5 ngày tới, trong 4 ngày tới thầy sẽ nói tiếp tục về cái cách học. Đương nhiên là thầy sẽ dùng cái bộ thẻ này để thầy dạy ha. Trong lớp này thì mình sẽ dùng cái bộ thẻ này để dạy và bộ thẻ này để mình học. Vậy thì nội dung trong lớp học này mình sẽ học cái gì các anh chị? Trong 4 ngày tới chúng ta sẽ học cái gì? Trong 4 ngày tới mình sẽ học được phát âm chuẩn ha. Làm sao để phát âm chuẩn từ ngữ, làm sao để phân tích chữ. Ở trong cái lớp này nó có một cái đặc biệt, không phải là mình chỉ đọc theo mà mình còn có khả năng để mình phân tích, nhìn cái chữ đó mình sẽ phân biệt là chữ này lúc này phải đọc là A, lúc này phải đọc là O, mình phân tích được cái chữ đó để mình hiểu được là mình đọc như thế nào cho nó đúng. Okay. Mình biết cách gieo vần, biết cách ghép âm, biết cách gieo vần để đọc chữ. Đó. Cái khả năng này, cái chỗ này đó các anh chị, thì phần lớn là các bạn trong lớp này, thầy thấy phần lớn các bạn ở trong lớp sẽ không bị trở ngại vấn đề này, là tại vì cái này mình đã được học theo cách tiếng Việt rồi đúng không ạ?
mình đã học được tiếng Việt rồi, mình biết là bờ bờ a a bờ a bờ a bờ a ba, thì mình biết cái đó là mình phải đọc như thế nào rồi, mình biết cách giao vần, mình biết ghép âm rồi. Ở trong lớp này các bạn đơn giản là mình sẽ thay thế những cái âm của tiếng Việt sang cái âm của tiếng Anh, vậy là mình ghép vô mình đọc giống như là tiếng Việt, cách mà mình học tiếng Việt nhá. Cái này nó, nếu như mà bạn nào, những bạn nhất đặc biệt là những cái bạn nhỏ mà đang học lớp 1, đang học lớp 2, những bạn nhỏ đó, thì trong đây thầy cô sẽ hướng dẫn làm sao để các bạn có thể làm được, giống như làm được cái điều này. Okay. Vậy thì tại sao chúng ta phải học đánh vần các anh chị em? Học đánh vần nó sẽ mang lại cho mình những cái điểm lợi giống như vậy. Mình học cách để mình đọc, tức là mình nhìn chữ mình có thể đọc được, đúng không ạ? Mình sẽ tăng cường cái khả năng viết của mình. Tại vì khi mà mình đánh vần được, mình quên thì mình sẽ là khờ a kha kha tờ, cái là mình đọc, mình đánh vần giống như là tiếng Việt Nam của mình thôi. Chữ lúc mà mình chưa đọc được, mình chưa viết được chữ, thì mình cái chữ nào thì mình ngồi mình bập bẹ mình đánh vần ra để mình đọc được, thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Nó giúp cho mình có khả năng để viết tốt hơn, nó sẽ giúp cho mình cái khả năng để giao tiếp được tốt hơn. Tại vì mỗi khi mà mình mở miệng ra mình nói á, là mình biết chắc, mình tự tin vào cái phát âm của mình, chứ không phải là em nói mà em không biết nói cái gì. Em biết rõ ràng là em nói cái gì sẽ nâng cao được cái khả năng tự tin của mình lên khi mà mình giao tiếp bằng tiếng Anh, mình nói bằng tiếng Anh các anh chị ha. Và cái này cũng là chính là cái nền tảng để cho các bạn lớn lên khi mà các bạn muốn học thêm ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ thứ ba gì đó, học tiếng Hoa, học tiếng Nhật, học tiếng Hàn, học tiếng Pháp, tức là học cái gì, thì cái này nó cũng là một cái nền tảng để cho mình học cái ngôn ngữ. Thật ra là cái nền tảng này ở Việt Nam mình đã làm rồi, ở trong chương trình giáo dục tiếng Việt của mình đã và đang làm giống như vậy. Cho nên chứ không phải là thầy chế ra cái kiểu này các anh chị ha. Cái này là đã được chính phủ nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục Việt Nam mình áp dụng để dạy tiếng Việt trong cả, là thầy cũng không biết là bao nhiêu lâu, lâu 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 lắm rồi, đúng chưa ạ? Cho nên mình chỉ, anh chị hình dung rằng trong cái lớp học này mình sẽ biết cách nhận dạng mặt chữ, rồi mình thay thế cái âm ở trong tiếng Việt, tiếng Anh, okay? Rồi mình để mình đọc, thay vì mình đọc bằng tiếng Việt thì bây giờ mình đọc ra bằng tiếng Anh, tại vì mình chỉ biết những cái âm thanh đó và mình biết ghép nó lại như thế nào thôi ạ. Ok rồi, thầy cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã lắng nghe thầy. Thầy xin trả mic lại cho cô Phú ạ. Dạ vâng, cảm ơn cái buổi chia sẻ của thầy ngày hôm nay và cả nhà mình thấy tuyệt vời không ạ? Thật sự ra là chúng ta học cái phương pháp này chúng ta sẽ đọc tiếng Anh nó dễ như tiếng Việt, và khi chúng ta đọc dễ dàng rồi thì cái việc mình học từ vựng hay mình học ngữ pháp ở trên trường hay học cái gì liên quan tới tiếng Anh thì nó sẽ rất là dễ dàng. Giống như các bố mẹ ở đây, các cô chú anh chị ở đây, nếu như ngày xưa mà chúng ta học tiếng Việt lớp 1 á, thì các cô chú anh chị cũng biết là khi mà mình đọc một cái từ, một cái chữ hay một cái câu, đôi khi mình đọc được hết nhưng mà mình không hiểu nghĩa. Nhưng khi mình lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì mình sẽ dần dần mình hiểu được những cái từ đó, nó giải nghĩa của từ là gì để mình hiểu. Thì đến với học viện Thạc Lít rất là mong các cô chú anh chị cũng như các bạn học sinh sẽ học được cái phương pháp học tiếng Anh dễ như tiếng Việt. Và sau đây là các cô chú anh chị cũng như là các bạn có cái câu hỏi gì muốn đặt đến cho thầy để được giải đáp, để được chia sẻ thì mình có thể bấm nút giơ tay. Mình bấm cái nút bàn tay ở trên cái màn hình của mình đó cả nhà, thì mình sẽ được mình đã thấy có một một các cô chú anh chị mình có thể đặt câu hỏi đến với chương trình bằng cách là mình bấm nút giơ tay ạ. Mình thấy các bạn học viên nhí rất là dễ thương, theo một cái thói quen mà các con học là các con cứ bấm nút giơ tay. Rồi các bạn còn Khánh Linh nè, cô mời đã mất rồi, mới thấy Khánh Linh ngoài bấm nút giơ tay còn giơ cả cánh tay lên nữa kìa. Bích Lâm, Bích Lâm. Rồi cô mời bạn Bích Lâm nè. Đợi hết bật dùm hỗ trợ bật dùm mic cho bạn Bích Lâm đi ạ. Bạn Bích Lâm ngoài bấm nút giơ tay còn giơ hẳn cánh tay luôn cả nha. Con muốn nếu không học nữa thì có được
Nếu bỏ lỡ một buổi học thì có được xem lại không ạ? Thầy cảm ơn Bách Lâm để thầy trả lời cái câu hỏi này nhé. Cái câu hỏi Bách Lâm hỏi các anh chị đang có nhiều khi là các anh chị đang ngồi trên Zoom này, trên lớp này nghe không có rõ. Ý của Bách Lâm muốn hỏi là nếu như mà con vào lớp con học mà con bị bỏ quên, con không vào lớp một hôm thì con có được có cái video hay là có cách gì mà trong Học viện Catalyst ghi lại để cho con xem lại được hay là không? Ok. À, có đúng không? Thầy nói như vậy có đúng không Bách Vâng. Lâm? Ok. Cái câu trả lời là không. Ok. Con hình dung nào con đi học ở trong trường đúng chưa? Con đi học nghe nào, thầy con đi học ở trong trường thì nếu như mà con vắng mặt thì có thầy cô ở trong lớp của mình, trong trường của mình có ghi âm lại để cho mình học lại không? Cho mình coi lại không? Có không con? Con đi học trong lớp á, thầy cô đâu có ghi lại đâu đúng không ạ? Cho nên là nhiệm vụ của mình chứ đi học là nhiệm vụ của mình là phải đi học đầy đủ. Đương nhiên là thầy hiểu rằng đôi khi chúng ta bị ốm, bị bệnh, bị đau ốm thì chúng ta vẫn phải nghỉ học. Đó là thầy hiểu, thầy biết cái điều đó. Nhưng mà khi mà vào lớp thì làm sao? Khi mà mình vào lớp mình bị ốm, mình vắng mặt một hai buổi học, một buổi học, hai buổi học thì vào lớp làm sao? Thì vào lớp là thường thường là thầy cô cũng nhắc lại đúng không? Các thầy cô cũng nhắc lại, thầy cô cũng chia sẻ lại. Đôi khi là thầy cô nói ờ cái hôm đó con em vắng mặt thì cô giải thích lại, cô giảng bài lại cái phần này cho mình. Cho nên ở trong đây cũng vậy nha các nha Bách Lâm ha. Nếu như mà con có vắng mặt một hôm thì ở trong buổi hôm sau vào lớp hay là buổi sau vào lớp các thầy cô vẫn giải thích lại cho mình. Cho nên là mình nếu mà mình vắng mặt một hôm, vắng mặt một buổi nó không có cái điều nó không có trở ngại cho mình về cái gì hết, nó không có làm cho mình mất kiến thức gì hết, cho nên là con cứ yên tâm. Nhưng mà nói yên tâm nhưng mà thầy vẫn mong rằng con cố gắng con đi học đầy đủ nha. Đừng có nghe thầy nói yên tâm đi rồi cho cứ vắng mặt là không được đâu. Được chưa Bách Lâm? Rồi ạ. Rồi cảm ơn con. Con cảm ơn thầy ạ. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Và tiếp theo xin mời hai ba con tên tên Hùng đang ghim trên màn hình đợi hot vui lòng hỗ trợ bật mic giùm cho phụ huynh và học viên Nhà em chào anh Hùng em cười một cái tại vì em cảm thấy rất là dễ thương. Hồi nãy em nhìn thấy trên màn hình là một cô bé rất là xinh xắn, em vừa vừa gọi nhà mình lên cả thay thế là một anh con trai giống như là biến hình á, cái em kêu ủa em có bị nhìn nhầm hay không, nhưng Không mà bây phải, giờ không phải đâu, tại hai ba bà con đều xem cái video ở cái livestream này thì hôm nay của em muốn hỏi thầy một câu mà thì em để cho con trai ấy hỏi thầy xem để thầy giải thích cho con trai của em tại được con ạ. con cũng muốn học cái phương pháp này tại vì là giữa con trai của em với con gái của em cũng lớn rồi mà cũng nhát tiếng Anh và sợ tiếng Anh thì cũng may là được cái cơ duyên để gặp được cái nick của mình này thì em muốn cho con trai của em con gái của em sẽ được học như thế nào, giả dụ như học từ đầu như thế nào, học đánh vần tiếng Anh như thế nào, từ từ đầu thì em nghe thấy là cũng ok rồi, thấy cũng rất là tuyệt vời thì con trai em nó muốn hỏi thầy một câu thì để cho con trai em nó hỏi được không ạ? Dạ, hai câu cũng được nha. Thầy sẽ mời con trai nào. Con thì không, con vẫn đang thắc mắc là năm 15 tuổi thầy sang Mỹ vì mục đích gì, mà sang Mỹ thì thầy học thầy 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 dạy tiếng Anh trong vòng 7 năm đó là từ 15 tuổi, thầy dạy đến 22 tuổi hay sao ạ? Cảm ơn con rất là nhiều. À, năm 15 tuổi thầy sang Mỹ thì mục đích là gì? Tại sao thầy sang Mỹ? À, thầy có thể nói là tha phương cầu thực đúng không ạ? Thầy đi là thật ra là thầy muốn có một cái cơ hội để mình ra nước ngoài, mình học hỏi, mình phát triển bản thân của mình. Tại vì thầy thấy ở bên nước ngoài, đặc biệt là ở bên Mỹ, nó có rất là cái nhiều đồ chơi, nó rất là đỉnh. Thầy vẫn còn ham chơi đúng không? Thầy rất là nhiều đồ chơi, nó rất là đỉnh. Cho nên là thầy muốn đi Mỹ để thầy có được những cái đồ chơi đó. Là đầu tiên là như thế. Nhưng mà khi sang Mỹ thì đương nhiên là thầy cũng gặp khó khăn rất là nhiều trong cái việc học tập.
tại vì không có ai dạy cho mình đánh vần giống như vậy, tại vì cái đánh vần này ở trong ở bên Mỹ đó người ta dạy từ lớp 1 thôi, rồi lúc mà thầy sang là thầy học lớp lớp 10, lớp 10, lớp 11, 12, lớp 11, 10, 11 rồi, cho nên là họ không có, mình không có cơ hội để mình học cái này ở trong lúc mà thầy sang Mỹ đâu. Cho nên lúc mà thầy sang Mỹ thầy học một thời gian thầy học cũng rất là vất vả và rất là mệt mỏi. Có một lần thầy nói với cô giáo của thầy, thầy cô nói với cô giáo của thầy là cô Kathleen, cô tên là Kathleen, thầy nói với cô giáo của thầy là chắc là em sẽ nghỉ học, chứ em không học nữa. Cô giáo mới hỏi là tại sao nghỉ học, thầy mới nói là em học tiếng Anh học 3 năm 2 năm rồi mà em vẫn chẳng biết cái gì hết, em rất là ngu, em cảm thấy rằng em là con người của em là không có khả năng để học ngôn ngữ. Cô giáo mới nói là tại vì cô giáo này là người Trung Quốc, tức là cô là người gốc Hoa, cho nên cô nói đó đó đó, đừng 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 có suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều có khả năng để học tiếng Anh. Tại vì cô là một nhân chứng sống, lúc đó là cô đã lấy được cái bằng tiến sĩ ngôn ngữ học rồi. Cô nói cô là một người nhân chứng để cô giải thích cho nghe tại sao. Tại vì mình không áp dụng được đúng cái cách học của mình không áp dụng được đúng cái phương pháp mà mình học, mình không áp dụng đúng được cái cách mà mình tiếp thu ngôn ngữ như thế nào. Giống như hồi nãy thầy chia sẻ đó, là mình học âm, mình học vần, mình phát phát âm được ngữ âm, rồi mình mới ráp những cái ngữ âm đó lại thành từ vựng. Nhưng mà lúc mình vô mình học thì mình cứ học ngang ngang á, cho nên là đó là tại sao mà mình cứ học trước quên sau, rồi mình mặc định cho mình rằng ô tôi là con người vô dụng, tôi không có khả năng. Nhưng mà do cô giải thích là cô đã từng trải qua rồi, cô giải thích cô, cho nên cô nói với thầy là con bạn cứ học đi, tôi tin rằng bạn sẽ học được tốt, cô nói với thầy như vậy. Và thầy cũng cố gắng, rất là thầy lúc đó thầy nghe cô nói như vậy cũng mừng, và thầy cũng cố gắng xong được đầu học lớp của cô được 3 tháng rưỡi là xong cái khóa học của cô. Thì năm học sau thầy đi vào vào lớp, đi vào trường, thầy đi học lại đó, thì thầy gặp một người bạn Mỹ, một người bạn học trước đó học chung lớp với lại thầy. Tức là thầy gặp bạn ấy, thầy mở miệng là thầy hi how are you, thầy how are you, cái thằng bạn của thầy, anh bạn của thầy á, anh ấy chừng chừng có mắt lên, u sao mày biết tiếng Anh nữa mà nó sao mày biết tiếng Anh, mình nói ủa là sao, mình hỏi đâu là sao cái chứ hồi đó với mày nói tao có hiểu cái gì đâu mình học bao nhiêu năm cái gì, một cái câu hỏi đơn gì, một cái câu nói đơn giản how are you thôi mà thằng Mỹ nó cũng không hiểu. Chỉ có 3 tháng sau, 3 tháng rưỡi, 10 cái khóa học đó là 17 tuần, học với cô Kathleen là 17 tuần, thì cô hướng dẫn cho thầy cái cách học tiếng Anh như thế nào, và thầy tức là thầy mới phát huy ra được cái khả năng học tiếng Anh, học ngoại ngữ của mình á, thì thầy mới hiểu được một điều, và thầy hiểu được một điều là thật ra là tất cả chúng ta mọi người đều có khả năng để học ngôn ngữ giống như nhau. Tại vì sao? Tại vì trên cơ thể của thầy đang có 3 tỷ cái tế bào nó hoạt động. Cơ thể của con nó cũng có 3 tỷ cái tế bào nó đang hoạt động, mà nó cấu tạo giống y chang 3 tỷ cái tế bào trên người của thầy. Okay. Mình chưa học được tại vì mình chưa cách biết cách vận dụng những cái cơ cái tế bào này ở trên cơ thể của mình như thế nào cho nó hiệu quả, cho nên là mình cứ gặp khó khăn là tại vì mình không có hiểu được cái tế bào của mình nó hoạt động như thế nào. Cho nên là con cứ vào con học, vào con học, thì đó là câu chuyện của thầy, tại sao mà thầy học tiếng Anh. Nhưng mà đương nhiên là thầy không có dạy tiếng Anh nha, tại vì lúc đó thầy có biết tiếng Anh đâu mà thầy dạy. Cho nên mãi sau này đó, mãi sau này khi mà thầy học xong, thì tốt nghiệp đại học rồi, thầy đi làm rồi, thì thầy sau này thầy mới vô trường thầy đi dạy. Nhưng mà ở bên Mỹ thầy cũng không dạy tiếng Anh, thầy dạy công nghệ thông tin chứ không phải là thầy dạy tiếng Anh ở bên Mỹ. Nhưng mà đương nhiên thầy dạy công nghệ tiếng Anh cho người nước ngoài, cho người Mỹ, cho nên là thầy vẫn phải giảng bài, thầy vẫn mới nói chuyện cho người Mỹ, chứ thầy không phải là dạy tiếng Anh ở bên Mỹ. Ok bạn con nhá. Rồi còn câu hỏi gì nữa không nào? Thì con vẫn đang không hiểu là cái tuổi 15 của thầy thì thầy được ba mẹ trợ cấp cho hay là thầy được học bổng có cơ hội qua đó vậy ạ? Thầy may mắn là thầy được học bổng, thầy được một cái học bổng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó đủ cho thầy có một cái cơ hội để thầy bước chân vào cái ngưỡng cửa đó. Sau đó là thầy, tức là chỉ được cái đó thì chỉ được có một năm thôi, nhưng mà sau đó là thầy phải đi làm,
thầy tự kiếm tiền, thầy tự kiếm sống. Đương nhiên là ba mẹ thầy thì ở Việt Nam, chứ thầy không có, ba mẹ thầy không có nuôi thầy. Từ năm mà thầy 15 tuổi là ba mẹ thầy đã không nuôi thầy rồi, tại vì thầy lúc đó thầy sống ở bên kia một mình á, cho nên là thầy tự lập hết, thầy tự đi làm, thầy tự kiếm tiền, thầy tự kiếm cách sinh nhai. Okay. Được chưa? Dạ. Thank Cảm ơn. you con. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Xin cảm Dạ. ơn thầy. Dạ. Rồi, cảm ơn ba bố con nhà anh Hùng à, rất là tuyệt vời. Hồi nãy em còn tưởng em bị ảo giác hay là em bị một cái gì đó mà tự nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp mà biết xinh đẹp em sửa nói cái tự nhiên nó không anh níu cái tay cái thành một chàng trai em hết hồn hết vía luôn và rất là tuyệt vời khi con trai của anh có những cái câu hỏi rất là dễ thương và đó cũng sẽ em tin rằng con sẽ có được cái động lực cũng như là có được cái khái niệm là rồi sắp tới mình sẽ có cái hướng nào để cho tốt hơn cho mình và con sẽ cố gắng học tiếng Anh và thấy tiếng Anh là dễ như là tiếng Việt luôn và cô sẽ mong gặp lại hai con của nhà anh Hùng trong một cái lớp và đăng ký một cái lớp để cho các con được học bởi vì bây giờ các con cái độ tuổi cũng lớn rồi đã anh cho nên là mình phải chạy cấp tốc hơn để cho con nó không còn sợ tiếng Anh để còn học kịp bạn bè còn thi và còn có những cái giá trị của con nữa rồi cảm ơn gia đình của mình ngày hôm nay rất là nhiều và những cái câu hỏi rất là tuyệt vời của con trai rồi cảm ơn anh ạ à. Tiếp theo em xin mời gia đình nhà Nguyễn Hội ạ à. Gia đình nhà Nguyễn Hội đợi hết nó hỗ trợ giùm mít giúp em ạ à. Rồi nhà đây lại lại ảo thuật nhưng mà dễ thấy hơn là bạn 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 bí đứng dậy và bạn lớn ngồi xuống còn hồi nãy anh Hùng là cầm cái tay kéo một cái là một người mới hoàn toàn luôn rồi cô mời con có câu hỏi đội đội host hỗ trợ mic giùm cho nhà bí Nguyễn Hội ạ à. Hai bạn bấm mở mic lên cho thầy nè, hai bạn. Rồi hai anh em ngồi cạnh nhau hỏi luôn. Rồi chào con. Con có câu hỏi gì không ạ? Bây giờ vẫn chưa biết hỏi gì. À? Chưa biết hỏi gì đúng không? Chưa biết hỏi gì thì mình chuẩn bị ngày mai mình sẽ vô học rồi mình hỏi con nhé. Ok chưa nào? Rồi ok. Rồi tiếp theo sẽ mời anh Tường ạ. À quên, Nhật Đăng, cô mời Nhật Đăng. Trời ơi con trai vừa bấm nút giơ tay rồi vừa giơ cánh tay nữa. Hỗ trợ cho bạn Nhật Đăng ạ. Rồi Nhật Đăng ơi, con muốn hỏi gì tới chương trình nào? Con bật mic lên Nhật Đăng ơi, con bật cái mic lên. Rất là thành thạo luôn kìa. Rồi cô chào con muốn hỏi gì tới chương trình? Con muốn hỏi là con mới 7 tuổi thôi, con không biết con đuổi theo mấy anh chị kịp không? Trời ơi con vô con học là mấy anh chị học không kịp con luôn á. Cảm ơn Nhật Đăng. À, con yên tâm đi nhá, có những em là chỉ có 6 tuổi thôi cũng học, và thậm chí là có em 4 tuổi cũng học và vẫn học được tốt như thường. Cho nên nào, thầy muốn dặn con một điều, nếu mà con lo lắng như vậy thì thầy muốn dặn một điều nhá, là con nhớ làm cái này cho thầy. Thứ nhất là khi mà con vào lớp thì con nhớ ngồi con tập trung, con làm theo thầy cô dạy, thầy cô hướng dẫn mình á, thầy kêu là làm theo thầy nào thì nhớ làm theo thầy, được chưa? Và thứ hai là khi mà học xong thầy cô dặn là ở nhà, về nhà mình sẽ làm cái gì, mình ôn tập, mình ôn bài, mình học bài như thế nào ở nhà, trong lớp thầy sẽ hướng dẫn, thì con nhớ làm bài ở nhà của mình nha, là chắc chắn là con sẽ học cực kỳ tốt. Cảm ơn Nhật Đăng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Rồi. Rồi, cô cảm ơn con rất là nhiều và tiếp theo mời bạn Bảo Quyên nào. Rồi, cô chào con. Dạ, con chào cô ạ.
Con thưa cô, con muốn hỏi là về mấy cái từ âm stress hoặc mấy cái âm khác ấy, thì cái cartilage đấy thì có giúp được gì không ạ? Thank you, cảm ơn Bảo Quyên đặt câu hỏi này. Ở trong cái lớp nền tảng này thì chúng ta chưa học tới stress, ha? Chưa học tới trọng âm. À, trong lớp này thì thầy có nhắc tới một tí xíu, nhưng mà mình sẽ không có học nhiều về trọng âm ở trong lớp này. Đầu tiên là chúng ta học âm, học vần trước, rồi sau đó mình lên lớp tiếp theo đó thì mình mới học tới trọng âm. Tại vì học trọng âm nó cũng có cách để bên cạnh list của thầy dạy nó hơi khác với lại có thể là các thầy cô ở bên ngoài kia, cho nên là cái lớp này thì mình sẽ không có dạy nhiều về trọng âm nha Bảo Quyên nhé. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn Bảo Quyên rất là nhiều. Vậy thì âm thì học những âm vần đơn giản đúng không ạ? Con có thể nói là học những cái âm vần đơn giản, nhưng mà tất cả mọi từ vựng nó cũng chỉ tất cả mọi từ vựng trong tiếng Anh nó cũng từ âm vần này mà nó phát sinh ra. Cho nên Vâng. nếu như mà chúng ta học những cái âm vần này một cách cẩn thận, một cách kỹ lưỡng thì chúng ta có thể vận dụng nó để mình áp dụng vô bất cứ từ vựng nào ở trong tiếng Anh mình có thể áp dụng vô được hết. Ví dụ giống như là trong bản cũ chương á, con thấy bản cũ chương nó có đơn giản không? Hai lần một lần Không. hai, hai là bốn, rất là đơn giản thế thôi, nhưng mà nhờ cái bản cửu chương đó mà chúng ta làm được hết tất cả mọi bài toán, đúng không? Cho nên là ở trong cái bộ thẻ này hay là trong cái lớp này mình học âm vần này đó thì nó cũng tương tự giống như vậy nha. Để tương tự giống như vậy mình có khả năng để mình đọc được, mình nói được, mình phát âm được tất cả mọi chữ ở trong tiếng Anh. Cảm ơn Bảo Quyên. Vâng ạ. Rồi, Rồi, thầy xin cô được. cảm ơn con rất là nhiều bởi vì cô rất là bất ngờ bởi những cái câu hỏi rất là thông minh của con luôn đó, Bảo Huyên. Và cô tin rằng con sẽ học tập rất là tốt nè. Và bây giờ tiếp theo là xin mời thầy ơi, thầy mới xin mời ai đó à? Thầy mời đi ạ. Bạn Nguyễn Tuấn Minh. Nguyễn Tuấn Minh nào. Tối nay mấy các bạn nhỏ của chúng ta rất là quan tâm đến học tập nào. Rồi mời con Tuấn Minh. Con chào thầy. Xin chào Chào Tuấn Minh. con. Đấy thầy, con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Rồi, hỏi đi con. Ờ, đầu Con tiên hỏi đi là thầy. một buổi học là chúng ta sẽ có học ngữ pháp với từ vựng không ạ thầy? Ở trong lớp này, trong cái lớp nền tảng này thì mình hoàn toàn không học ngữ pháp nha. Trong lớp nền tảng này mình không học từ vựng. Trong lớp nền tảng này mình chỉ học âm, học vần, học cách phát âm, học cách đánh vần, còn không học từ vựng. Lớp khác mình học từ vựng, còn trong cái lớp này thì mình không học từ vựng nha mình nhé. Nhưng mà nếu như mà con học cái lớp này mà con muốn học từ vựng, thầy không có cấm. Nếu như con muốn học từ vựng thì không có cấm, đặc biệt là trên cái bộ thẻ của mình á, nếu như mà con muốn học từ vựng khi mà con học ở lớp này thì trên bộ thẻ của mình nó có hình ảnh, có cái chữ này nó có hình ở đây, cho nên là mình đọc, mình nhìn cái hình này mình sẽ hiểu nó nghĩa là gì. Cho nên là hỏi là mình có thuộc từ vựng không, mình có biết từ vựng hay không. Nếu như mà con muốn học thì con vẫn có thể học được, chỉ có điều là thầy không, trong cái lớp này thì thầy không có tập trung vào để học từ vựng. Rồi, cảm ơn Tuấn Minh. Con còn câu hỏi gì nữa không nào? Rồi, cảm ơn Tuấn Minh Thế nha. hỏi là Còn câu hỏi nữa hả con? Rồi, một câu hỏi. cô giáo Trung Quốc của thầy ấy, thầy bảo là cô cho thầy bí quyết học tập thì thầy cho em biết là bí kíp đấy là gì không ạ? Bí kíp mà làm sao mà thầy dạy thầy chia sẻ được đúng không? No, thầy nói đùa. Tại vì cái câu chuyện đó, cái bí kíp đó, cái câu chuyện đó nó hơi dài. Cho nên là khi con vào lớp, chơi vào lớp học năm cái buổi tiếp theo này này, thì trong mỗi buổi học thầy sẽ chia sẻ một tí, thầy sẽ giải thích một tí. Mỗi ngày mình sẽ biết một tí ha. Trong trong những cái buổi học tiếp theo nào, quan trọng nha con nhà Minh nha. Vào lớp nhớ chú ý mỗi khi mà thầy nói là cái này quan trọng nào, là nhớ chú ý cái lời nói của thầy. Thì đó là bí kíp nhé. Đó là bí bí kíp mà cô đã dạy cho thầy đó.
thì thầy tại, tại vì nếu như mà thầy ngồi đây thầy nói này nói thì nó dài quá, cho nên nhưng mà trong lớp học trong 4 buổi học tiếp theo á thầy sẽ chia sẻ những cái đó, thầy sẽ nói những cái điều đó nha Minh. Cảm ơn Minh rất là nhiều. Các bạn nhỏ của mình rất là ham học các anh chị, rất là ham học, tại vì nghe đâu có bí kíp, đâu có cái mẹo gì là các bạn muốn biết rồi. Cảm ơn Minh ạ. À, rồi thầy xin mời một bạn khác. Dạ thầy, em cảm ơn thầy. À, mời xin mời bạn Khánh Linh ạ. À, Thầy ơi, cho con hỏi có con nói một câu có xem có bao nhiêu âm, tại vì là cô của ông ta cô bảo là các con xem cái câu này có bao nhiêu âm thì con đọc chẳng hiểu cái gì. đọc thử cho thầy nghe cái nào. I always remember to water my plants every Con rồi câu trả lời của con là gì? morning. Con nói là chỉ có hai âm thôi. Con đọc bao nhiêu tiếng mà con nói là có hai âm? I gì? I always water my, tức là một trong cái câu đó nó rất là nhiều tiếng. Con học âm là cái gì? Mỗi một tiếng ha, mỗi một tiếng con nghe một tiếng là một âm. Morning, morning là hai âm. Ok, water hai âm. Ok, I always ba âm. I always water là năm. Đếm từng ở con đọc từng chữ, con nghe ra từng, con đọc từng âm một, nghe cái nào con đếm ra. Okay, I always gì đó đếm thì con sẽ biết cái đó là bao, trong cái chữ đó, trong cái câu đó có bao nhiêu âm. Thế nào, cái đó nó có quan trọng cho cái bài học của con hay không? No, thầy không biết là cô nào dạy cho con nguyên một cái câu đó, đọc nguyên cái câu đó trong bao nhiêu tiếng ở trong cái câu đó. Cái chỗ đó, cái phần đó nó không quan trọng cho cái phần học tiếng Anh của mình. Con chỉ cần biết là cái chữ đó, trong một cái chữ đó có bao nhiêu âm, có bao nhiêu tiếng ở trong đó thì con biết cái đó là được. Còn con đọc nguyên câu đó, cái phần đó nó không có giá trị cho mình nha. Cho nên là thầy không biết là cô nào dạy con, cho nên rằng có thể là cô, con hiểu nhầm cái câu hỏi của cô, hoặc là cô đặt cái câu hỏi nào đó, nhưng mà thầy biết là cái câu hỏi đó nó sẽ không có giá trị trong cái việc học tiếng Anh của mình. Ok, cảm ơn Khánh Linh ạ. À, cái buổi thứ năm nha các anh chị em nha, nhất là những anh chị em mới nào, cái buổi thứ năm á là thầy sẽ giải thích cái phần này rất là chi tiết, và thầy sẽ nói cái phần này rất là chi tiết cái buổi thứ năm, cho nên là các anh chị nhớ, anh chị em nhớ vào lớp để theo dõi nhá. mà Rồi, thầy ơi, con có một vâng, câu cảm ơn bạn. Khánh Linh ạ. À, rồi thầy xin mời bạn Quốc Bảo. Quốc Bảo đâu? Mà biết là gì con đó. Thầy Đâu con? bạn năm nay con mới vào lớp 1. Con có câu hỏi gì hay là con có gì con muốn nói nào? Năm nay con vào lớp 1. Muốn Rồi hỏi sao nữa? học thầy này thì tối nào cũng học hay như thế nào ạ? À? Năm nay bảo mới vào lớp 1 thì bảo là tối nào cũng được học thầy hay là sẽ như thế nào ạ? À? Dạ không ạ. À, dạ đúng là cái lớp, tức là cái năm năm cái buổi tiếp theo, cứ ngày năm cái buổi tiếp theo này, tức là hôm nay là chủ nhật đúng không? Thứ hai, Vâng thứ ba, ạ. thứ tư, thứ năm, bốn cái buổi tiếp theo là tối nào Vâng. mình cũng học nhé. Mình học bốn buổi liên tục. Và Mình buổi cứ hôm nay chưa phải là buổi học chính thức đúng không ạ? Dạ hôm nay mình mới nói về, mà hôm nay là giống như là buổi học chính thức rồi, nhưng mà mình hôm nay đề tài của ngày hôm nay là cái gì ạ? Đề tài hôm nay là phương pháp làm sao học cho hiệu quả, bài đầu tiên. Bài thứ ngày mai mình sẽ học cái âm thanh, những âm thanh ở trong tiếng Anh. Bài thứ ba là mình sẽ học cách ghép vần, ghép chất giao âm, ghép vần ở trong tiếng Anh. Bài thứ tư là mình sẽ học cách phân tích tiếng Anh. Bài thứ năm là mình biết học cách chia âm, chia những cái chữ lớn, những cái chữ dài ra thành những cái chữ nhỏ để mình học. Đó là nội dung của 5 ngày, bốn buổi tiếp theo. Dạ vâng. Tại vì như thầy dạy ngữ âm và cách phát âm ấy thì bảo là ở trên em là ở trên Tuyên Quang ạ. Thì em có đi học ở trên trung tâm thì chẳng hạn những từ như là tiếng Anh ô tô nó là như ở trên trung tâm mà thầy giáo sẽ nói là kho, nhưng mà
Lúc nãy thầy bảo Kha vốn trong một nơi một Kha cứ âm thế nên là bạn ấy thắc mắc mãi. Cái đó là trong 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 lớp học, và trong tức là nếu mà mình vô mình học đầy đủ vào vào lớp cái buổi thứ ba nha, thứ ba thì mình sẽ cho anh thầy anh chị em sẽ được phân tích và sẽ được hiểu thêm ở trong trong đó. Có rất là nhiều âm thanh hoặc là có nhiều từ vựng ở các thầy cô đang dạy ở Việt Nam mình là nó không, thầy rất là không muốn nói cái chữ này, thôi thầy không nói cái, thầy không phát biểu cái chữ này nhá, nó có nhiều vấn đề. Cho nên là buổi thứ ba thì mình sẽ hiểu được nhiều hơn và tại sao mình sẽ đánh giá được nhiều hơn nhé. Cảm ơn mẹ Bảo Ngọc rất là nhiều ạ. Quốc Bảo ạ. Quốc Bảo chứ không quên, là xin lỗi. Cảm ơn Quốc Bảo. Cảm ơn thầy ạ. Vâng. Mẹ nào? Bye bye, bye Quốc Bảo. Chào thầy đi. Chào thầy. Rồi bye bye con. Thầy xin mời bạn Phương Chi. Okay. Con thưa thầy là thứ mấy học vợ? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sao học liên tiếp một ngày, học liên tiếp luôn vậy thầy? Bốn trong lớp này thì bốn buổi học tiếp theo sẽ học liên tục nha con ha. Mình hôm nay mình sẽ học 5 buổi liên tục, cho nên là buổi đầu tiên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, là bốn buổi tiếp theo mình sẽ học liên tục nhé. Vâng ạ. Rồi cảm ơn Phương Chi nào. Thầy xin mời một bạn cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Vì chương trình của chúng ta sẽ đã hết giờ. Thầy xin mời bạn Trần Quang Minh lại ạ. Dạ, em chào thầy. Rồi Rồi. em muốn hỏi thầy một câu hỏi là làm cách nào để thầy thành công như bây giờ được ạ? Con hỏi câu này mà thầy trả lời thì chắc rất là khó cho thầy. Thầy có thành công không? Không biết, thầy không biết là thầy có thành công hay không. Nào, thứ nhất nha các anh chị em, cho con nhé. Thứ nhất là mình phải thật thà. Thầy đối với thầy đó, thật thà là điều kiện quan trọng nhất. Mình làm bất cứ cái gì, mình ở bất cứ nơi đâu, mình luôn luôn thật thà nhé. Ở nhà thật thà với ba mẹ, vào lớp thì thật thà với bạn bè, với thầy cô. Vào lớp mà thầy cô cho bài thi mình cứ mở Google ra mình coi không? No, cái đó là không thật thà, chưa đủ thật thà, đúng không ạ? Mình vào lớp mình có coi bài của bạn không? No, cái đó là chưa đủ thật thà. Cho nên là việc đầu tiên, cái đầu tiên mà thầy nghĩ là thầy làm được đó, là cái việc đầu tiên của mình là thật thà. Cái thứ hai đó là mình tập trung, mình làm cái gì thì mình sẽ cố gắng mình làm tốt nhất cho cái việc mà mình đang làm. Mình đang học thì mình sẽ cố gắng mình tập trung hết khả năng của mình, hết sức của mình vào trong lúc mình học. Lúc mà mình chơi thì mình sẽ tập trung vào chơi. Chứ mình không vừa chơi mình vừa học, mình không vừa học mình vừa ăn, mà lúc mình ăn thì mình không học, mà lúc mình học thì mình không ăn. Cho nên là thầy làm cái việc nào thì thầy cũng luôn luôn tập trung. Thầy ngồi trong lớp này với lại các bạn là thầy sẽ không có cầm cái điện thoại. Thầy không bao giờ cầm cái điện thoại. Nếu như bộ điện thoại của thầy bây giờ mình nó có reng thì thầy cũng tắt, thầy không nghe điện thoại, tức là thầy tập trung. Đó là cái thứ hai của thầy. Và cái thứ ba, và thầy rất là mong nhất là các bạn nhỏ, rất là bạn các bạn nhỏ, thầy muốn nghe các bạn nhỏ nghe thầy nói cái này, là thứ ba là mình phải kiên nhẫn. Đi học nó sẽ khó nha các bạn, thầy không nói đi học nó dễ đâu, đi học lúc nào nó cũng khó, nhưng mà nếu như chúng ta kiên nhẫn, chúng ta học 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 chúng ta kiên nhẫn thì cái gì chúng ta cũng học được, được chưa? Cho nên là mình kiên nhẫn, đừng có thấy ô cái này nó khó quá thôi con bỏ. là đừng 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 có nghĩ là khó quá rồi bỏ, nó khó thì mình cố gắng, mình phải kiên nhẫn hơn để mình làm được những cái điều đó. Rồi thầy cảm ơn Quang Minh rất là nhiều. Quang Minh nha. Rồi các anh chị, thầy biết rằng có nhiều anh chị em, có nhiều ba mẹ, có nhiều bạn nhỏ trong đây còn rất là nhiều câu hỏi muốn đặt tới thầy. Nhưng mà thời gian của chúng ta đã hết rồi, cho nên là chúng ta sẽ tạm chia tay tối ngày hôm nay ha các bạn ha. Tạm chia tay tối ngày hôm nay. Ngày tối mai chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên.
và trong làm bài đầu tiên, rồi sau đó thì các anh chị các bạn có câu hỏi thì trong ngày mai thầy sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của các anh chị em ha, của các bạn. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nào. Bye bye các bạn. Chào thầy nha. Vâng, xin chào các anh chị em ạ. Con chào Hi. thầy. Con chào Ở thầy. đây tôi lại rồi. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Em học con chào thầy ạ. Thầy cô chúc thầy cô Bye.